Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Estebon, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hại khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay anh em lại một clip động lực cho anh em cày chay. À, là như thế nào anh em? Là như thế nào? Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ nói từ từ cho anh em ha. Trước khi vô cái phần chính là động lực cho anh em kênh như thế nào, thì bây giờ mình sẽ thông báo cho anh em một cái mới từ SCBI. Đó là gì? Sự kiện Champions League sẽ trở lại vào thứ năm này ha. Những cầu thủ sẽ được nâng cấp over. Đó, ok anh em, thì bây giờ đọc sơ qua cái thông báo của AI đi về cái sự kiện này ha. Nói chung là sự kiện Champions thì không có gì mới đâu anh em, bình thường thôi, nhưng mà sẽ ra cầu thủ mới gì đó over mới cho anh em để anh em chơi thôi. Đây, những người chơi này có tất cả để chơi với bản nâng cấp over trực tuyến. Đó, đường đến trận chung kết bắt đầu vào FC3 thứ 5 tuần này theo giờ UTC. Đó, có nghĩa là sẽ ra sự kiện Champions cho anh em chơi ha. Và một số cầu thủ sẽ được nâng cấp over. Đó, theo trận thắng của người đó hay vô chung kết gì đó, bán kết gì đó là sẽ được nâng cấp over. Đó, lại một cái gọi là cho anh em ôm hàng. Cho anh em ôm hàng nữa đó, canh cầu thủ rồi đó, ôm hàng vô rồi chờ tăng over lên bán kiếm lời anh em. Đó, đó là một cách để anh em kiếm coi, để anh em nâng cấp đội hình mình lên. Đó, thì ok anh em, đó là thông báo đầu tiên để cho anh em biết là sự kiện Champions sẽ trở lại trong thứ năm này cho anh em. À, phải biết có chơi gì không hay biết nha, nhưng mà chỉ là nó thông báo là chỉ là nâng cấp over cầu thủ thôi. Đó, còn vấn đề là chưa có biết chơi như thế nào, có chơi hay không hay là trong store hay gì đó, chưa biết em, chưa biết em, chưa biết. Thì đó thông báo đầu tiên. Và cái quan trọng hôm nay là gì anh em? Là muốn động lực cho anh em là gì? Đó là gì? Đó là gì? Hôm nay nó có ra cái phần là exchange 96, 97 anh em. Đó, nó yêu cầu rất là khác so với lần trước, đó là một cầu thủ over 95 top y, 3 cầu thủ 94 và 7 cầu thủ 89, 90. Đấy, tất cả cầu thủ này phải bán được cho anh em mua trên chợ về đó. Nhưng mà thì cái exchange này thì mình thấy nó không có thơm lắm anh em, thật sự là lỗ là nhiều hơn là lời. Thật sự luôn, thật sự á, ra được con ngon thì bán được nên mình ít khi nào mình exchange lắm. Nhưng mà thông báo đó là còn là, chỉ là cái một phần thôi. Quan trọng là gì anh em? Anh em là biết cách ôm cầu thủ cái đợt vừa rồi á, 89 đến 90 á, 91, 92 gì đó, bây giờ bán ngon nè, bán ngon kiếm lời. Kiếm lời anh em, thật sự mình á thì cũng không có ôm hàng anh em, nhưng mà mình có một số cầu thủ 89 mình giữ lại, mình chờ lên giá mình bán. Đây, mình đã bán được 11 con. Hôm qua mình còn 4 con nữa cơ, nhưng mà mình lại trên cái phần 93, 94 chưa chơi rồi. mình mang 4 con 89 này nè, mang đi trên phần 93, 94 rồi. Nên mình chỉ còn 11 con mình bán thôi. Tại mình muốn giữ lại như vậy để cho anh em thấy cái động lực như thế nào, cho anh em kiếm coi thêm để anh em nâng cấp đội hình. Đó, thật sự mình thì lâu lâu ôm hàng 1-2 con thôi chứ không có nhiều anh em. Nhưng mà không có kinh nghiệm gì đâu. Thật ra không có kinh nghiệm đâu. Rất là nhiều anh em gọi là bình luận dưới là kêu chỉ cách kiếm coi ôm hàng như nào, thật sự là khó lắm em, khó lắm, cái đó không nói được đâu. Hên hên thì được thôi, thật sự mình không có rảnh ôm nhiều đâu, cứ lâu lâu mình chơi vậy đó, mình giữ lại một vài con gì đó mà mười mấy con, 20 con để lên giá thì mình bán rồi. Đó, như là con 89 nè, mình cứ mở ra xong mình để đó, những con hàng nào bán được cứ để đó. Mình biết là giờ lại chen nhiều lắm nên cứ nào khi nào cần thiết bán được bán hết ấy. Mình bán được 11 con luôn nè. Đó, không có nhiều, không có nhiều, nhưng mà đó cũng là một cái gì đó động lực cho anh em, để anh em thấy, để anh em có chơi ôm hàng như nào, như nhẹ thôi, ôm như nhẹ thôi anh em. Đó, hoặc là không cần ôm em, những cầu thủ mình mở ra bán được thì mình cứ giữ lại, chờ lên giá bán. Tại vì giờ exchange nhiều lắm anh em, yên tâm, giờ là exchange cực kỳ nhiều luôn, cứ over từ tầm 89 tới 93 anh em cứ giữ lại đi, từ từ nó sẽ lên giá là anh em bán ngon luôn. Đó, làm thấy không, bán được 11 con. Bây giờ mình lấy coi về nha, lấy coi về đó, lấy coi về được 290 em rồi, rồi được 300 em để mình nâng cấp đội hình rồi. Đội mình coi cực kỳ đi nhiều lắm, thì đi không à, đây toàn hàng ri đúng không, hàng nào bán được là mình bán hết rồi. Nói chung là bán được, bán hết. Đây con Hurricane hôm nay có thể bán được nè, tại vì hôm nay có exchange 9697, nó yêu cầu con 8990 nữa, đó có thể bán được nè. Đó, tí là có lên giá không, không lên giá anh bán nha. À, và có một con gọi là 93 thì không bán được, tại vì rất là nhiều người bán nè, khó bán nè. Thì có một cách nữa nè em, đã các em quên lãng rồi, là phần exchange, nó có phần exchange coin nè em. Trên coin nè, đấy, những con hàng nào anh em không bán được á, đó, anh em vô trên kiếm lại cái coi. Anh nhìn tới đây, những con 93 nè, mình bán không được, mình cho vô. Đây, kiếm lại được 8 em, thay vì anh em bán trên chợ là 8 em 7 mà không có người mua. Thấy không, thấy không, không có người mua, 999 người bán, vậy ai mua, ai mua đây, cho vô đây, lấy về 8 em coin là ngon rồi. Vậy là ngon anh em, không mất thuế nữa, trong khi đó là mình bán trên chợ là mất thuế anh em, 10%, 8 em 7 là mất 800 rồi.
chúng ta còn cũng 8 em cũng bằng luôn, cũng bằng luôn ngon. Đấy nè, trên nha, cho anh em cái lấy 8 em về. Đấy, không mất thuế gì hết, vẫn 8 em ngon ngon ngon. Đấy chưa? Anh em được còn nó có 2 3 ngày gì nữa. 2 ngày nữa nè. 2 ngày thôi đó. Đó anh em để ý nha, mình nó nhắc nhở anh em bán không được cứ cho vô exchange coi lấy lại coi đó, lên mình lên tiền rồi đó. Đó ngon chưa, hay chưa chưa đó. Nói chung là hôm nay là một clip gọi là động lực cho anh em, để anh em có biết cách nào kiếm coi như thế nào để anh em có thể nâng cấp đội hình mình lên, khi nào kiếm ít coi này cứ nâng cấp lên kiếm đó. Rồi rất là nhiều anh em, rất là nhiều nè, cầu thủ này không bán được em cứ cho vô như 1 triệu đi, 1 triệu thì anh em có còn 88 nè, mấy con này anh em không bán được đúng không, cho vô exchange đi. Thì mấy con này ngoài chợ cũng là một em mấy nè, một em mốt nè, đó vô được em cũng được em cũng ngang ngang giá đó anh, thấy ngang giá nè, anh em cứ cho vô em, mà không có cứ cho vô rồi mình trên lấy coi lại, lấy coi lại anh em, lấy coi liền em đó. Chắc anh em quên cái này rồi, anh em quên lãng cái này rồi. Thật sự bây giờ mình nhắc luôn em đó, cứ coi cầu thủ không bán được trên chợ đông đông người bán quá thì cứ vô đây trên lấy coi luôn em, không sao đó. Thì ok anh em, đó là phần mà muốn truyền đạt, cũng muốn chia sẻ anh em để anh em kiếm coi như thế nào, đơn giản thôi chứ mình không có kinh nghiệm gì nên thật sự mình không có kinh nghiệm gì hết, thật sự mình cũng bình thường thôi. Còn ôm cầu thủ thì đó là cái nhạy cảm, cái thời điểm anh em như thế nào thôi, chứ thật sự mình nhớ là mình giờ mình chia sẻ cái cách thôi, chứ bây giờ vấn đề là ôm cầu thủ nào thì khó lắm em, khó lắm. Lâu lâu có một vài con thì mình làm ôm chơi chơi kiếm ít coi thôi, chứ không có tự nhiên nhìn gì đâu. Anh em cứ hỏi mình thì mình nói là thôi mình không dám chỉ vậy đâu, nếu mà anh em lỗ anh em lại quay sang lại nói mình thì kỳ lắm, kỳ lắm, thật sự thật kỳ lắm. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ gọi là tiếp tục cái gì đó vui vui cho anh em ha, vui vui ha. À là hẹt trên hoặc là mở cái gì đó à, vui vui là coi hôm nay cái nhân phẩm không, hôm nay nó mở hơn cái bắt 89.97 lại rồi ha. Hôm nay là thứ 3 nha anh em nhớ nha, hôm nay thứ 3 nó mở lại 89.97, để tí nữa anh em nhớ để một tuần sau anh em trên tiếp. Thì bây giờ trước hết mình sẽ vô sự kiện hero đi, để mình mở cái jury để lấy kiếp cầu thủ rồi trên em. Đây 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 jury nha, đó vô bây giờ vô ha. Đấy phần này nè, mình đổ 200 mấy điểm kệ đó, cứ mở đi kiếm cầu thủ anh em, để vô exchange nó ra con gì ra kệ đó, cứ có thêm cầu thủ được rồi đó. Đấy mình như đây over 83, over 83 giờ cũng cần khá nhiều á. Nói chung giờ cái thời điểm này nè, anh em ôm cầu thủ ngon lắm nè, nhưng mà quan trọng là ôm con cầu thủ nào, tại vì nó exchange cực kỳ nhiều luôn, exchange nhiều lắm đó, cứ 89 90 là nó cần nhiều lắm. Đấy cầu thủ nè, được thêm con 81 rồi đó, hết rồi. Cái tội thì mình ra ngoài như phần exchange đó. Nhiều anh em hỏi sao anh cày nạp bao nhiêu để được cái đội hình như thế này, đâu có nạp đâu anh em, mình cày chay anh em, mình cày chay nha, cái này đâu cày chay anh em, không phải đâu ngon đâu, tại hàng ruy mà, hàng ruy nhiều lắm ấy, mình gọi là may mắn anh em, còn cộng thêm cái may mắn nữa như là mọi được con Jairzinho, con Hedikin, con Moritz, con Suker, tại những con ruy mà không xài là dư luôn thôi vô. Và còn Messi nè, Messi cũng mở ruy luôn em, ruy luôn Messi nè, rồi Rainer nè, con Voler cũng ruy nữa nè. Đấy thì anh em tin là cho anh em xem nè, lên chợ anh em xem nè, lên chợ để cho những cầu thủ đó nãy giờ cho anh em xem quên nữa nè, là đó đó, toàn hàng ruy, Voler ruy nè, Jairzinho ruy nè, Darainer ruy nè, Messi ruy luôn nè, Alisson ruy nè, thấy không, ruy không, hàng ruy không, chỉ có mấy con bán được là mấy con Rodri nè, Ruben Dias nè, con Augusto Henry và con Van Dijk là bán được thôi, ngoài ra là hàng ruy không đâu, gọi là may mắn trong tiền bạc trên hay mà bắt gì đó hên được đó. Nói chung là cày chay thì cũng chờ sờ thêm sự may mắn nữa anh em đó, với lại một sự nhạy bén của anh em trong vấn đề mà ôm cầu thủ gì đó, tùy anh em ha, tùy anh em thôi. Có nhiều anh em kêu sao có vốn để ôm cầu thủ thì đó, anh em phải chơi như nào mở bắt ra cày sao nó có cầu thủ bán đi rồi cái kiếm coi lại được mới ôm cầu được, cái đó là chuyện của anh em bình thường thôi, đó bình thường trong game thôi, chứ giờ anh em nói vậy thì cũng khó đó. Đó ok anh em, còn vấn đề anh em kêu mình nạp cái gì đó thì tùy, mình nói là cả cày chay để động lực cho anh em, chứ mình không có nạp đồng nào, không có nạp cả, thật sự đó không nạp luôn đó. Mình nạp thì dễ anh em, mình nạp game mà, nạp vô mình chơi bình thường, nhưng mà mình không thích anh em, thật sự mình muốn cày chai như thế này để cho anh em thấy cái động lực cho anh em để anh em chơi game như thế nào vui vẻ giải trí là chính. Còn anh em muốn cả nạp thêm để kiếm thêm cầu thủ ngon thì rất chuyện bình thường, anh em có điều kiện cứ nạp vô, hoặc là sập tá bát gì đó để kiếm thêm cầu thủ ngon chơi đấy, nó tùy anh em thôi, đó bình thường. Ok anh em, bây giờ vô phần đặt trên để tìm kiếm cơ hội để xem hôm nay nhân phẩm như thế nào đó, lần nào mình cũng quay clip trực tiếp cho anh em xem không, nhân phẩm mình như thế nào là có gì đây hết trong clip này, hết trong cái ạc này hết luôn đó, không Messi không có Messi này đó, ngon. Ok anh em, bây giờ khởi động cái này trước ha, cái này là cái phần mà ngày nào cũng phải mở một cái đi đó, cái điện token của sự kiện MLS nè. Đấy được thêm mấy cầu thủ nữa. Ok anh em, thì như mình đã nói hôm nay là thứ ba, nó sẽ mở phần lại phần 89.97 exchange cho anh em, tại vì cái này mình không để ý lắm nên hôm nay mình nhắc trong clip này đi để cho anh em ghi nhớ, tuần sau quay lại
cái gì đó mình tích trữ cầu thủ, gọi là agent ha. Thì vô đó tiếp tục anh em, đây những cầu thủ top y mình nhiều lắm, mình sắp cạnh kia rồi. Sắp cạnh kia rồi, do là mở quá nhiều anh em, mở quá nhiều rồi, agent quá nhiều luôn. Ok anh em tiếp tục, nhưng mà không sao anh em, đáng kiếm kiếm nhân phẩm, tiếng nào riri thì mình thay thế những con bán được, mình bán đi, mình nâng cấp hình lên. Đây bây giờ là phát đầu tiên để xem có hên không. Có hên không, đẩy vô 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 đẩy đây đó. Hey, mặc định đồ thua rồi, phát đầu tiên hết đen dưới trời, trời ơi. Còn tao ngoài đây 90, ôi con 90, con 89 kìa. Ôi dạo này nghe anh em nói nó thích tỷ lệ, ở đây mình cũng rén, mình cũng không dám exchange nhiều nữa. Hình như hai con này bán được nè, hai con nó bán được thì mình để sau nè, bán được thì để sau để mai kiếm coi nè. À, nào bán được thì kiếm coi, con nào không bán được thì cứ cho vô đó, vô tiếp tục phát thứ hai, phát cuối cùng trong cái bắt 8997 nè. Trời, phát đầu tiên cái này hy vọng nhiều lắm mà sao nó là chán như ta, mới vô chán gì, cái top y đó ngon ngon chút coi. Rồi xong anh em, winter xong rồi, xong rồi winter xong rồi, giờ này nó vứt tỷ lệ, nó vứt tỷ lệ rồi, này cũng khó ăn lắm này, thật sự nên khó ăn đó, còn 90 rồi nên khó ăn quá. Rồi hai cái hết đầu tôi thôi bây giờ chỉ quay lại cái bắt 8797 tiếp, ngày nào cũng có nè, ngày nào cũng có hết, nhưng mà vẫn chơi nè, vẫn chơi nè, vẫn chơi. Để xem như nào đây, vẫn chờ để xem như nào đây, để xem gỡ gạt lại cái bát 8997 không được cái gì hết. Oh man, thiệt tình luôn em ơi. Vô đổ con nó đi, trời lâu không đổ nha. Mình đang cần một con LB Roberto Carlos đây, hay là Hernandez đây. Winter rồi, thua rồi. Brazil Rama rồi, con gì 8 mấy á, BB á, đúng rồi, 7 cái rồi. Oh man, trời ơi, chết rồi. Tiếp. Có vẻ như hôm nay nè, vận đen vẫn đang đè bám mấy cái này nè em ơi. Mấy bữa này không có ra được con ngon em ơi. Mấy bữa này toàn là bị đã con cùi mà. Trời ơi, không được độ đó rồi. Lâu quá không độ nè, thật sự lâu lắm không độ, báo bữa này là không được độ đó. Để coi hôm nay như nào, quay trở lại với 8997 mà không được cái nào ngon nữa. Trời ơi, thà lên tá lên tá lên, đừng có độ con coi, trời ơi. Winter nữa, sao Winter nhiều dữ ta. Trời ơi, là Jill nữa, drama nữa, xong rồi lại có đó nữa. Sao nó ám mình dưới trời? Sao cái BB nó ám mình dưới vậy? Cái BB nó ám quá. Trời ơi, là cho vô tiếp. Cho nó BB vô nè. BB nè, cho cái bé mày đi, BB đi luôn nè. BB đi luôn nè. Rồi, cái BB nó ám thật chứ. Rồi, phát cuối cùng trong cái 8797 nè. Rồi, ráng, con đi, cả đội con nào đó. Ê, đội con nào đó có ngon ngon coi. Thúc y coi. Trời ơi. Thúc y đi. Trời xong rồi, trời ơi. Ý chỉ có Icon Manini mới ngon, trời Icon Manini không thôi. Thôi rồi, trời hôm nay đen quá. Trời ơi. Trời hết rồi. Ôi hôm nay đen quá, hôm nay đen quá. Hôm nay không được cái gì luôn á. Ôi hôm nay không được cái gì luôn á. Làm mấy phát chơi mấy phát này coi như thế nào. Trời ơi. Động lực cho anh em mà sao lại đen này em. Ôi mấy đen quá. Ấy, trường hợp kìa. Ô, bắt đến rồi. Bắt đến thôi. Tay bên nhà rồi. Thôi rồi. Cái bắt này ra được cái này này cũng ngon ngon á. Sao vít rồi không? Ê, con này tấm lòng. Bắt cùi mà ra được cái đó là ngon rồi. Nãy mày nói đó. Cái bắt 9697 nè. Khá là lỗ anh em. Thật sự anh em tên nhắc trước khi exchange này ha. Cái này đèn quá anh em ơi. Đây phần MMS coi. 8597 coi. Làm phát, mấy phát thì chơi coi. Mấy phát thì chơi rồi, thử như thế nào rồi kiếm lại cái con. Kiếm lại may mắn rồi, cuối rồi. Trời ơi, đen chứ ta, này không được con nào ngon. Không được con nào trên 92 luôn á. Ê, bỏ mặc định thôi. Ôi, ôi, cờ lạ quá. ST nữa chứ. Trời ơi. Thôi, con 86. Ôi, làm phát đấy coi. Làm vài phát là chơi vui coi. Cầu thủ còn cũng khá nhiều nè. Nó yêu cầu đây là trên 50 lần cái này nè, 50 lần nó hoàn thành cái nhiệm vụ của MMS nè. Trời ơi, điên thật, MMS nó điên thật chứ. Cứ sao mà nó chơi ác thật. Nó sẽ nổi. Cầu thủ đâu quá trời là trên. Trời ơi, thua rồi. Cái chiến này chưa bao giờ được con nào 90 luôn đó. Làm phát đấy coi. Ủa, làm phát đấy coi, con nào ngon coi. Trời ơi, sao kỳ vậy ta, hôm nay đen quá vậy. Đây đen vậy. Đây đen quá em ơi, đen quá. Tiếp, vô rồi. Đấy. Ồ, bằng định nữa rồi, không được cái nào, tốt y cái gì đó. Đây là B, cái này như đây, đừng nói 85 nữa nha.
86. Thôi giờ làm phát đi, làm phát coi như nào. Trời ơi, cũng gần cạn kiệt rồi nè. Mình nhiều cầu thủ lắm em, mấy trăm ngàn mấy hai ngàn, bây giờ có mấy trăm rồi đó, ngàn mấy hai ngàn hai rồi đó, mà có mấy trăm đó. Chơi dữ luôn đó, chơi khô máu luôn đó. Đây. Winter thua rồi. À mà còn 86 rồi, như 86 á. Đúng rồi, 86 á. Đúng luôn nè. Oh man, thôi ngưng đi. Đèn quá ngưng đi. Để coi còn có gì trên đây cho anh em mở cho chơi không. À, cái này nữa đúng rồi. Còn cái này có cuối rồi, như thế nào? Đây này nè. Ấy, có được cầu thủ anh em. Ấy, vô. Để anh kiếm con là ngon vậy. Ramadan nè. Trời ơi, thua rồi. Được con 82. Không sao, vẫn còn cái phát được cái hero Uchabak. Đây. Đấy. Để anh kiếm được con ngon cho cái clip này coi. Đấy. Đó, chưa. Trời ơi, đến đâu xong rồi. Trời ơi, đen rồi. Không phải đúng này, đen thủ yên thui em ơi. Ôi, 88 rồi kia ta. Ôi ơi, không được cái gì hết ta ơi. Rồi cũng nó chia nôi cái gì đó cho mình ăn uống được, không được cái gì hết. Trời ơi, chán thật chứ. Ôi, thua rồi. Hôm nay quá đen anh em ơi. Quá đen rồi, nó chia sẻ anh em cái phần kiếm coi xíu thôi. Chứ phần này là thêm thôi. Để coi lên store có cái gì là lạ lên mới này anh em không. Để một chơi không. Mình đang có 30k gen anh em, mình đang để cái tím gì đó cơ hội để mình mở anh em, mà chưa có nữa, cái này chưa có cái gì hết nè. Đây là có phần cầu thủ 93, 97 nè. Nhưng mấy con thôi mình chờ thứ năm này đi. Chứ mấy con này chán quá, con hero này chán quá. Hero này không ngon. Hero đợt này không ngon, tuần này thứ năm này đi. Thứ năm này nó ra thêm cái đợt mới để mình coi mình mở chơi cái dòng gen chơi coi. Đó như thế nào. Thì ok anh em, hôm nay nói chung là một clip vẫn là động lực cho anh em cày chơi như thế nào. Đó. Để anh em chơi như nào, kiếm ít coin để nâng cấp cái đội hình lên. Đó. Tại vì giờ này anh em exchange rất là nhiều, nên anh em cầu thủ nào bán được á, anh em cứ giữ lại, chờ lên giá bán anh em. Thật sự bây giờ từ con 89 á trở lên á là rất là cần, rất là nhiều 89, 90, 91, 92, 93, 94 gì đó. Anh em cứ giữ lại, chờ lên giá bán, kiếm ngon, kiếm ít coin để nâng cấp đội hình anh em. Đó. Còn ôm cầu thủ á thì mình đã làm vài clip cho anh em rồi, chỉ cắt thôi. Còn vấn đề là quan trọng là nhạy bén trong vấn đề ôm hàng. Chứ mình thì không có dám nói là con này con kia để cho anh em ôm, thật sự không dám nói nha anh em. Tại vấn đề nó rất là nhạy cảm. Đó, mình chỉ cách thôi, chỉ cách như thế nào cho anh em thôi. Đó, để anh em chơi vui vẻ, có coi, nâng cấp đội hình, trong đó có hơi may mắn mở bắt nữa. À, để anh em hên gì đó exchange ngon ngon để anh em chơi như thế nào. Rất là nhiều clip của mình nó chỉ hướng dẫn anh em ha. Thì ok anh em, hôm nay clip này cũng hơi dài rồi. Clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Và là chưa đăng ký nên kênh hộ mình nha. Cảm ơn em, chào anh em.